Xin chào quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 20 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc đã gây ra thảm họa thiên tai, khiến một số lượng lớn các cây cầu cổ và các tòa nhà cổ bị hư hại nghiêm trọng. Trong số đó có cây cầu Cầu Vồng ở Thanh Hoa với lịch sử hơn 800 năm. Theo thống kê chính thức, Trung Quốc có hơn 142 di tích văn hóa đã bị hư hại. Sáng hôm qua, các video và hình ảnh về cây cầu Thải Hồng hay còn gọi là Cầu Vồng gần 1.000 năm tuổi ở thị trấn Thanh Hoa, huyện Vụ Nguyên, Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây bị hư hại do lũ lụt đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng Internet. Sự việc khiến cư dân mạng không khỏi xót xa, tiếc nuối về di tích cổ này. Truyền thông Đại Lục dẫn lời một người công tác tại chính quyền thị trấn Thanh Hoa ở huyện Vụ Nguyên cho biết, hiện tại trụ cầu về cơ bản được giữ nguyên một phần, còn hai phần của mặt cầu đã bị lũ cuốn trôi. Theo thông tin được công khai trên các trang mạng xã hội, cầu Vồng Thanh Hoa nằm ở huyện Vụ Nguyên, trước thuộc Huy Châu của thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây. Cây cầu được xây dựng vào thời Nam Tống, từ năm 1127 đến năm 1279 và có lịch sử gần 1.000 năm tuổi. Cây cầu dài 140m, thân cầu 105m, mặt cầu rộng hơn 3m, 4 trụ và 5 lỗ. Mặt trên là kiến trúc gỗ xây theo kiểu hành lang gồm 11 tòa mái đình. Hành lang trong đình có bàn đá và ghế đá. Đây là một cây cầu cổ thiết kế khoa học và hoàn chỉnh nhất được bảo tồn cho đến ngày nay. Nó được ca ngợi là một trong những cây cầu cổ có mái che đẹp nhất trong lịch sử Trung Quốc. Cây cầu này là di tích văn hóa trọng điểm của quốc gia. Trước đó, cầu Trấn Hải, cây cầu đá cổ nhất thời nhà Minh ở thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, nằm trong trọng điểm di tích quốc gia cũng đã bị lũ cuốn trôi. 3 ngày trước, cầu Lạc Thành, cây cầu cổ thời nhà Minh ở huyện Tịnh Đức, Tuyên Thành, tỉnh An Huy là di tích văn hóa cấp tỉnh cũng bị hư hại nghiêm trọng sau khi nước lũ cuốn trôi phần lớn mặt cầu. Cầu Lạc Thành không chỉ là cây cầu đá cổ lớn nhất trong huyện, mà còn là cây cầu đá cổ lớn thứ hai ở miền Nam tỉnh An Huy. Nó được xây dựng từ thời Gia Tĩnh của nhà Minh và có lịch sử hơn 400 năm tuổi. Trang web của Cục Quản lý Di sản Văn hóa của Trung Quốc đã thông báo rằng, theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến 15 giờ hôm qua, hơn 142 di tích văn hóa tại 13 tỉnh phía Nam Trung Quốc đã bị thiệt hại do lũ lụt. Một số di tích văn hóa bị hư hại nghiêm trọng, một số bị hư hỏng hoàn toàn. Ngoài cầu Trấn Hải và cầu Lạc Thành, đề cập ở trên các di tích văn hóa cấp tỉnh ở khu tự trị Nawa Tứ Xuyên như cầu Vượt của người Mông Cổ, cầu Các Nghĩa Tân và cầu A Tư Cửu đã bị lũ cuốn trôi. Điện Long Hồ, cung Ngũ Long ở núi Võ Đang, tỉnh Hồ Bắc, Đại viện Chu Gia, Thể Nhân Đường, Đại viện Long Sơn Lý Gia Cù Gia, đền Ngô Dương Chi cùng với các kiến trúc cổ khác ở Hồ Nam bị hư hại nghiêm trọng do lũ gây ra. Mưa lớn trên lưu vực sông Hoàng Hà xảy ra thảm họa lũ lụt nghiêm trọng. Thưa quý vị, sau trận lụt nghiêm trọng ở khu vực sông Trường Giang vừa qua, mưa lớn lại tiếp diễn ở khu vực sông Hoàng Hà, một tuyến đường thủy lớn khác của Trung Quốc. Hôm qua, một tòa nhà 650 năm tuổi ở thành phố Tây An đã bị sập, khiến ít nhất 24 người bị thương. Thành phố Tây An thuộc phía Tây Trung Quốc và nằm ở vùng trung lưu của lưu vực sông Hoàng Hà. Nước lũ đã gây ra ngập lụt ở các thành phố và làng mạc tại các tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây và Hà Nam. Các tỉnh này cũng thuộc vùng trung lưu của lưu vực sông Hoàng Hà. Đồng thời, các nhà chức trách lại cho xả lũ từ hạ lưu đến các vùng nông thôn của tỉnh Sơn Đông trên bờ biển phía đông. Hôm nay, Bộ ứng phó khẩn cấp Trung Quốc đã đưa ra thông báo khu vực thượng nguồn sông Hoàng Hà và khu vực Đông Bắc Trung Quốc sẽ phải hứng chịu những trận mưa bão lớn trong những ngày tới. Các khu vực phía Tây Nam Trung Quốc như Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu và Tây Tạng cũng sẽ có mưa lớn trong những ngày tới, Bộ ứng phó khẩn cấp Trung Quốc cảnh báo. Hôm qua, Bộ trưởng Thủy lợi Trung Quốc Lý Quốc Anh đã tổ chức một cuộc hội thảo tại Bắc Kinh để đánh giá tình hình lũ lụt với sự tham gia của Thứ trưởng và các quan chức tỉnh An Huy, Giang Tô và Sơn Đông. Tại hội thảo, Bộ trưởng Lý Quốc Anh nói với các quan chức từ các tỉnh rằng chính quyền địa phương cần hành động trước để xả nước từ sông và hồ vào các vùng nông thôn trong những tuần tới. Chúng ta phải duy trì khả năng chứa nước của các hồ chứa để có thể chứa được lượng nước lũ sắp đổ về. Khu vực hiện đang bị ngập lụt là khu vực thoát nước của sông Hoàng Hà, ông Lý Quốc Anh cho biết. Ông Lý Quốc Anh không cung cấp thông tin chi tiết về tình hình lũ lụt,
nhưng cho biết các khu vực phía Tây Bắc bao gồm các tỉnh Thiểm Tây và Sơn Tây đang phải đối mặt với vấn nạn lở đất từ các vùng núi. Tuy lũ lụt trên sông Trường Giang đã giảm xuống, nhưng mực nước ở khu vực trung và hạ lưu của sông này vẫn cao hơn mức báo động, tức là có nguy cơ vỡ bờ kè, ông Lý Quốc Anh phân tích. Ngoài ra, mực nước của các hồ và sông tại lưu vực sông Hoài cao hơn nhiều so với mức báo động, trong khi đó dự báo sẽ có mưa to và bão trong 5 ngày tới tại khu vực này. Sông Hoàng Hà, trên một trang web thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc, có thông tin rằng lũ lụt ở Thiểm Tây đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 31 người mất tích. Mưa lớn khiến chính quyền phải cắt điện sinh hoạt, thông tin liên lạc, đường xá bị tắc, hàng nghìn người buộc phải di rời đến nơi tránh trú an toàn. Tại thành phố Tây An, thủ phủ của Thiểm Tây, bức tường thành cao hơn 10 mét của cung điện nhà Tần, nơi ở của một vị vua được xây dựng từ thời nhà Minh, đã bị sập trong trận mưa lớn. Bức tường thành được xây vào năm 1374 và nằm ở trung tâm thành phố. Truyền thông địa phương Thiểm Tây đưa tin, gạch và bùn rơi từ bức tường thành chắn ngang con đường gần đó, khiến 4 người qua đường bị thương và làm hư hỏng 5 chiếc ô tô con và 2 xe buýt. Một tòa nhà hơn 30 tầng đã bị sập ở thành phố Hàm Dương, Thiểm Tây. Các nhân viên cấp cứu phải sử dụng xuồng cao su để đưa các nạn nhân đến bệnh viện. Tuy các quan chức và hãng thông tấn truyền thông nội địa đưa rất ít thông tin về tình hình lũ lụt, nhưng người dân địa phương đã đăng các thông tin trên mạng xã hội rằng lũ lụt đã làm ngập các thành phố và làng mạc ở tỉnh Thiểm Tây và tỉnh Cam Túc gần đó. Tại khu vực hạ lưu sông Hoàng Hà, chính quyền địa phương đã cho xả nước lũ từ hồ Động Bình ở tỉnh Sơn Đông và các vùng nông thôn, theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc. Các nhà chức trách cảnh báo rằng có thể xảy ra lũ lụt nghiêm trọng hơn nữa ở khu vực sông Hoàng Hà, ảnh hưởng đến các tỉnh Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Nam và Sơn Đông. 3 cơn bão liên tiếp đổ bộ Trung Quốc gây ra thảm họa lũ lụt. Quý vị thân mến, hàng năm, trung bình có 1-2 cơn bão ảnh hưởng đến vùng Đông Bắc Trung Quốc, nhưng năm nay khu vực này đã hứng chịu 3 cơn bão, bao gồm bão Cha Ba, Mulan và Maon, gây lũ lụt nghiêm trọng, phá hủy cầu và đường xá, tàn phá mùa màng. 3 cơn bão đã đổ bộ vào các tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc, gây ra mưa lớn và lũ lụt lịch sử. Bộ ứng phó khẩn cấp Trung Quốc cho biết mực nước của 28 con sông lớn ở tỉnh Hắc Long Giang đều dâng lên mức báo động, trong khi dự báo mưa sẽ tiếp diễn trong những ngày tới. Mực nước ở 8 con sông khác đã dâng vượt mức an toàn, nguy cơ vỡ đê có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bộ này cho biết tình trạng tương tự cũng đang xảy ra ở tỉnh Cát Lâm. Trong một video đăng trên mạng xã hội, những người nông dân thốt lên, trời đất, tôi có thể sống bằng gì đây, khi họ chứng kiến mùa màng của mình bị nước lũ nhấn chìm. Mùa thu hoạch đang đến gần và nhiều loại cây sắp chín, nhưng giờ đây người nông dân đã mất hết mùa màng, lũ lụt cũng phá hủy cầu và đường xá ở các vùng nông thôn, còn dân làng buộc phải rời khỏi nhà gấp rút vì nguy cơ lở đất ngày càng cao. Nhiều xe ô tô bị chết máy, ngâm trong nước mưa ở các thành phố lớn như Diên Biên ở Cát Lâm và Cát Nghĩa Tân ở Hắc Long Giang. Ngập lụt lịch sử. Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia của Trung Quốc và Bộ Ứng phó Khẩn cấp đã họp để thảo luận về cách ứng phó với trận lũ lụt mới nhất này. Theo tờ tin tức Bắc Kinh thuộc Chính phủ Trung Quốc, chính quyền đã yêu cầu các tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang theo dõi nguy cơ lũ lụt, lở đất và ngập úng ở các thành phố do lượng mưa dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng trong tuần này. Trong bài net thuộc chính quyền tỉnh Hắc Long Giang đã thông tin rằng 28 con sông địa phương đang bị lụt nghiêm trọng nhất trong vòng 5 đến 20 năm qua. Báo Tân Hoa Xã trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin rằng nhiều con sông bị ngập lụt nghiêm trọng với 35 con sông đã vượt mức báo động. Trong bài net nhấn mạnh rằng hàng năm trung bình có 1-2 cơn bão ảnh hưởng đến vùng Đông Bắc Trung Quốc, nhưng năm nay khu vực này đã hứng chịu 3 cơn bão, bao gồm bão Cha Ba, Mulan và Maon. Nhiệt độ ở Đông Bắc Trung Quốc có thể giảm xuống khoảng 10 độ C vào buổi tối, gây khó khăn cho những người vô gia cư. Mùa màng bị tàn phá. Thời điểm này là mùa thu hoạch lúa, ngô và lúa mì ở Đông Bắc Trung Quốc. 2 tuần sau là thời điểm thu hoạch đậu nành. Hắc Long Giang là một trong những tỉnh chuyên trồng ngô, đậu tương và gạo Japonica chính của Trung Quốc. Sản lượng đậu tương của tỉnh này chiếm 54% sản lượng của toàn Trung Quốc. Sản lượng gạo Japonica chiếm 50% và sản lượng ngô chiếm 22%, theo hãng truyền thông nhà nước Future Daily. Dân làng địa phương đã chia sẻ một đoạn video với The Epoch Times, ghi hình những người nông dân ở khu vực Cáp Nghĩa Tân đang cố gắng thu hoạch ngô còn sót lại trên cánh đồng ngập nước của họ. Các video khác cho thấy tình hình lũ lụt vô cùng nghiêm trọng, các cánh đồng bị ngập úng, hoa màu bị cuốn trôi, các khu vực khác của Trung Quốc cũng chịu lượng mưa lớn bất thường. Tại thành phố phía Nam Hạ Môn thuộc tỉnh Quảng Đông, mưa lớn gây ra lũ lụt,
tại thành phố Lục Bàn Thủy phía tây nam Trung Quốc ở tỉnh Quý Châu. Nước mưa tràn vào tầng 1 của các cửa hàng địa phương và nhà dân. Tại thành phố Long Nam ở tỉnh phía tây bắc tỉnh Cam Túc, mưa lớn đã gây ra lở đất. Một trận lở đất xảy ra tại khu vực này đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, theo đài truyền hình nhà nước CCTV. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất cho những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh tin mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!